Điểm đến tiếp theo là những ghi nhận tại huyện Suối Mộc. Thưa quý vị, trong năm 2023, huyện Suối Mộc được giao đầu tư 165 công trình, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh huyện được giao làm chủ đầu tư là 20 công trình với kế hoạch vốn hơn 420 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách huyện được phân bổ là 145 công trình với số tiền là 772,6 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của huyện đạt trên 30% khối lượng ước thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản cân sách tỉnh giao cho quyền xuyên học trong 6 tháng đầu năm nay là 140,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 33,45%, kế hoạch vốn năm. Giá trị giải ngân ước thực hiện là 127,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30,4% kế hoạch vốn. Đối với ngân sách quyền, khối lượng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là 319,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,3%, kế hoạch vốn giá trị giãn cân ước 296,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,3%. Tính đến cuối tháng 7 năm 2023, quyền Xuyên Mộc còn 27 dán đang trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu là do giá bồi thường thấp, diện tích thu hồi sai lệch so với bản đồ địa chính, vị trí khu vực, nguồn gốc đất chưa xác định được rõ để thúc đẩy các dự án này quyền sư mộc đã tổ chức xác minh thẩm tra giải quyết các nội dung khiếu nại kiến nghị nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân tổ chức theo quy định